Chương trình đồng hành cùng Vua Đầu Bếp Việt Nam rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn. Trong thử thách mới tuần này, 8 thí sinh sẽ đến với phần thi nhóm, nấu phục vụ bữa ăn cho 54 em học sinh. Trước hết, chúng ta hãy đến với phần công bố lượt thi của các vị giám khảo tại gian bếp của Vua Đầu Bếp Việt Nam. Các bạn có 1 tiếng 30 phút để thực hiện những món ăn này. Những món ăn gồm có một món chính cho bữa trưa và một món canh. Chúng ta phục vụ cho 54 bạn nhỏ ở trường tiểu học. Và các bạn ghi nhớ, đội thắng trong ngày hôm nay sẽ phụ thuộc vào sự bình chọn của các học sinh ở trường tiểu học. Là hai thí sinh có phần thi xuất sắc nhất trong ngày thi vừa qua, Nguyên Giáp và Quốc Trí sẽ trở thành hai đội trưởng, dẫn dắt các thí sinh còn lại trong phần thi có tính cạnh tranh gay cấn và quyết liệt này. Mỗi đội chỉ còn lại 4 thành viên, đối mặt với thử thách nấu bữa ăn cho hơn 50 người. Thật sự là điều không dễ, đòi hỏi ở người đội trưởng phải có chiến lược chọn và dùng người đúng đắn nhất. Người đầu tiên em xin chọn về đội của em là một người mà em nghĩ rằng ngày hôm qua em đã quá nhẹ tay. Anh Hòa, về đội em. Người đầu tiên em chọn là một người phụ nữ thể hiện cái kỹ năng nấu nướng rất là khéo léo và có những cái màn trình diễn rất là ấn tượng. Em xin chọn chị Thái Hòa. Bởi vì cái lựa chọn đầu tiên của Quốc Trí là anh Thanh Hòa nên tôi lập tức phải chọn ngay là chị Thái Hòa, người mà tôi có thể tin tưởng là nếu mà mình lấy về đội mình thì sẽ giảm thiểu ngay cái khả năng chiến đấu của đội bên kia ngay. Em xin chọn chị Thùy Dương. Em xin mời anh Quang Huy. Trí lại tặng cho tôi một món quà lớn, đó là Trí lại chọn Thùy Dương chứ không phải là anh Quang Huy. Cả chị Thùy Dương lẫn anh Quang Huy đều được ban giám khảo đánh giá rất cao về bản lĩnh trong bếp. Tuy nhiên tôi đã chọn chị Thùy Dương bởi vì tôi cảm thấy được rằng tôi có thể làm việc được tốt với chị Thùy Dương hơn anh Quang Huy. Khi mà Trí chọn tôi vào thì tôi nghĩ rằng là Trí đã nhìn thấy được cái khả năng của tôi. Tôi rất là vui khi mà được đem anh Quang Huy về đội mình. Tôi sẽ khó có thể tìm được tiếng nói chung trong đội nếu như có sự có mặt của anh Quang Huy. Và sự lựa chọn cuối cùng của em sẽ chọn một người mà em đã từng làm việc nhóm tổng cộng là 3 lần. Và đó là chị Kim Quyên. Xin mời cô Thủy. Phần chia thành viên cho hai đội đã xong, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Quý vị hãy đón xem chương trình đồng hành ngày mai cũng như tập 15 Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2013 trên kênh VTV3 và chương trình đồng hành phát sóng vào lúc 11 giờ 55 phút hàng ngày cũng trên kênh VTV3.